Dạ không sao, thân kính chào cô chú anh chị các bạn, mời cô chú bạn giao lưu. Phô mai nha, đầy đủ đế nè. Phô mai đầy đủ luôn. Tha hồ lựa chọn không có chứ. Ngoài túi mà vàng. Thì mới về. Có cái bự luôn. Rồi clip mắt vàng cô chú anh chị đợi nha. Rồi chào sáng nha. Rồi, chào anh Linh. Chào xin phép chào cô chú anh chị. Bên em có về 11 phôi, 6 phôi mai vàng và 5 phôi tứ quý để giao lưu với cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0968909439, cũng là số Zalo của em. Địa chỉ của em là Long Phú Sóc Trăng. Không làm mất thời gian của cô chú anh chị, em xin phép vô cây số 1 là cây mai vàng. Mai vàng ha. Dạ. Cây này hình như bông nó nhiều cánh cô chú anh chị. Tại em cũng thấy mà chủ nhà nói. Chị cành này. Sạn qua lại thì đủ. Để cái rễ nó dài thì dạ, chậu dạ. Dài. Cái này quý quái thôi chứ mà, trời còn sai chưa. Ở dưới này nó vẫn còn rễ thôi chú anh chị. Cái này cũng hơi khá khá, cũng được lực, cũng dài dạ. Cái bonsai sai rất là đẹp. Bẻ đủ thế luôn. Rồi, cho đồng số luôn. À, xin phép đo thông số ha. Cái này máy vàng cô chú anh chị. Dạ biết đo sao luôn. Dạ bây giờ em đo tổng cái cụm này hết trơn nha cô chú anh chị. 3 thân 46 hoành. 3 thân 46. Nó liền hết trơn nha cô chú anh chị. Có thân lớn này ha. Thân lớn mà còn là 23. Thân này chắc cũng 20-22 vậy đó. Em đo tổng chiều dài ha. Tổng chiều dài của cái bầu nó là 60-59. Tổng chiều cao tới cái đọt là 41. Cái bầu ngang này nó là 34. Đâu cái bình dài dài chỗ này đây. Bình dài nó chỗ này là 35. Nó lì cái chân của chú anh chị. Rồi, giá luôn. Rồi cây mai vàng cái số 1 này cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 2,8 triệu. Em bao xếp thôi cô chú anh chị. Có cây luôn, cái số 1. Rồi, xin phép đổi cây. Tục vào cái số 2. Số 2 cũng là mai vàng của chú anh chị. Quá trời lực luôn. Còn gọn luôn luôn. Đấy này đều luôn. Tóc nở, nở để đều chứ. Nó bóc thôi, to luôn. Thảo nó cũng tươi nha cô chú anh chị. Còn tươi. Đây nó phong đế bự. Lót chà bá luôn. Dạ. Còn em xin phép đó thông số ha. 36 hoành. Hoành 36. Củ nó cũng nở lắm cô chú anh chị. Đường kính bầu là 54. Sổ xuống là 20. Tổng chiều cao là 31. Cái này cái số 2 thôi. Dạ, cái số 2 cây mai vàng này em xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 2 triệu 2. 2 triệu 2. Rồi, em xin phép đổi cây. Tục lên số 3. Cây này đẹp không? Cây vàng tự nhiên. Đọt cái này quá trời chiếc hành. Chim nhẹ nó cho nó đứng chứ. Tiếp cái là. Đứng ha. Hút hả? Kệ đi. Nghiêng quá hả? Thôi kệ giờ em lấy cái này ra đi chị nào. Cô chú anh chị có chồng rồi chỉnh lại ôm nha ha. Cái này nó là 11 thân nha cô chú anh chị. 11 thân luôn đầy đủ. Từ lưa ghép là ta tàn khỏi chê luôn. Dạ. Ở trên nó có hai cái thẹo nhưng mà nó em đục tới cái tươi nó sạch nó cho cô chú anh chị. Đây. Đục tới cái dấu tươi hết trơn nha, còn không còn cái dấu nào mà một cái chân của chú chị. Để dễ thì khỏi chê nè, điệu cho tẹn đi luôn.
Dạ bích thịt chứ. Dạ bộ bự không? Dạ xin sách ra thông số ha. Form này nhìn đẹp. Bây giờ thiết kế là cái form khác không được. 48 hoành nữa cô chú anh chị. Một vị trí một như nhất. Rồi. Anh đó cái củ chặt chạc này nằm dưới cô chú anh chị. Củ chặt chạc nó dưới là 74. Chạc 74. 6 con lắm tắt gửi sẽ lên. Sổ nó là 23. Đường kính bầu đó là 58. Tổng chiều cao tới cái ngọn này là 57. Cái tán ngang này nó là 54. Cộng ghế nó lớn lớn không mà cô chú anh chị. Cái này mai vàng không cô chú anh chị? Rồi, dạ. Rồi. Cây số 3 này cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 6,2 triệu. 6,2 triệu. Cây số 3. Rồi, xin phép đổi cây. Cây đẹp, cái điệu chứ. Cái khỏi chê tàn. Xem cây số 4. Một phô mai vàng. Hơi đế thì khá đế. Dạ, cái này là thì đế nó không được mấy gì nhiều không. Nó cũng tương đối của chú anh chị. Đó là toàn bộ cây mới hết nha cô chú anh chị. Một cây chực lắc. Không cao cao. Cũng đây có cái thẹo mà nó sành cứng lại hết trơn. Mấy vàng thì mau, cái thẹo mau liền. Dạ, đang kéo lại hết trơn, đang cuốn vô. Gốc nó cũng nở nở, thấy gì cũng nở nở. Thông số ha. Rồi, eo này đi. 35 hoành. 35. Chặt mấy đế là 38. Được kính bầu là 49. Sổ xuống là 18. Tổng chiều cao là 85. Rồi, cây số 4 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,3 triệu mai vàng nha cô chú anh chị. 1,3 triệu. Cây số 4. Giá cũng vừa chơi ha. Cây cũng đẹp. Xin phép vô cây số 5. Tục lên cây số 5. Bên này nó hơi nóng hơn. Để này cũng giữ ha. Để cộng nó bự bự không á cô chú anh chị. Dán nó lắc chắc lắc. Một form này cũng đẹp ha, dán cái dán mua xài sẵn. Rồi, phép ra thông số, cộng rễ nó to to lớn lớn không à cô chú anh chị. Mà điều nữa. Cái này hoành cũng hơi bự bự nha, gốc này nở chạc chạc. 43 hoành. Hoành 43. Chạc mới đấy là 54. Để hết hồn nữa. Đường kính bầu là 55. Điều chân ghế có bò bự bự không. Sổ xuống là 25. Thoát thân là 39. Cái thoát thân bên này. Họ kệ đi 39. Tổng chiều cao là 72. Thoát thân phần đó thôi chắc cả hai mấy nó nằm bên này kệ cái 39 bên nào nó cũng vậy. Con ghế nó to lớn lắm cô chú anh chị. Để nó to dạ. Con ghế lót vô cũng đỡ. Ghế nó bề ngang 90. Rồi cây số 5 mai vàng em xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 3,2 triệu. Bán giá mà vừa chơi luôn mệt luôn. Cái này nhìn qua nó cũng bự lắm cô chú anh chị. Bự đẹp nhìn lực. Cây đẹp. Rồi em xin phép đổi cây. Hết vô cây số 6. Tục qua cây số 6. Thôi lấy cái bàn quay màu lười cần á. Cây số 6. Con vàng. Chọn ghế. Ghế nó xổm xuống mà nó hơi thưa ghế chứ ghế nó bự không à. Cái bự.
Rồi xin phép đo thông số ha. Gọn gọn thì cũng lùng lùng. Nó nở chạc. 42 hoành. Hoành 42. Chặt nhẹ nó là 46. Cái này sổ nhiều lắm cô chú anh chị. Sổ là 30. Đường kính đầu là 60. Cộng ghế lớn nó là 10. Cộng nào nó cũng 10, 10 mấy. Chứ cộng hôm nay cũng 11. Cộng hôm nay thì 8. Cộng lớn lớn không mà cô chú anh chị. Cộng đó là tổng chiều cao nữa ha. Tổng chiều cao nó là 38. Giờ cái sổ gì, sổ xuống mà nó bự bự không. Ở trong có lót đầy đủ chứ. Dạ. Rồi cây số 6 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 2,5 triệu. Nhìn kỹ là đẹp luôn chứ. Rất là đẹp. Rồi em xin phép đổi cây. Để coi cây này là cây mai vàng. Rồi tiếp tục lên cây số 7. Dạ. Số 7 là tập tứ quý nè cô chú anh chị. Dưới này hả? Cây tứ quý cây số 7. Hàng thân. Con thành quế quái luôn. Này khành có khành bay bay lắc lắc cũng không được được. Ngộ ngộ. Không cao. Nên là chị khành cũng khá đầy đủ rồi. Cái này đế nó cũng tương đối đều, cái mặt mặt chính là đều lắm cô chú anh chị. Mặt phụ thì nó có đen cộng hay cộng nhỏ nè, đây nó đưa ra chính thì ok. Rồi. Rất là đẹp. Góc này cũng bự bự to. Cái này cũng dài dài. Dạ cây lắm mà mấy cây này. Không này tứ quý á cô chú anh chị. Không chết xuống cao thì thông số ha. Phong lùng cũng được. Bốn mươi ba hoành. Hoành 43. Rồi đó trên ngược khác này luôn đi. Trên này nó cũng 43 hoành luôn. Cô chú anh chị. Đây. Trên dưới nó cũng cỡ nhau. Dạ. Đường kính bầu nó là 50. Thoát thân là 16. Tổng chiều cao của thân này là 63. Còn này chắc cũng có 1,5 m thôi cô chú anh chị. Cành phóng là 72. Rồi cây tứ quý cây số 7 em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 3,5 triệu. 3,5 triệu. Cây này nó cao hơn. Dạ 43 hoành đó cô chú anh chị, nó cũng lớn lắm. Đủ thứ. Dán cái này cho thấy dán. Rồi em xin phép đổi cây. Rồi, tiếp tục lên cây. Đại nó đi cầm. Rồi cây số 8. 8 là cây mini của chú anh chị. Nhỏ nhỏ mà đế thiệt. Dạ nhỏ mà chỉ cành đế nó cũng coi tương đối được lắm cô chú anh chị. Cây số 8 với số 7 nó cũng cái dáng dáng cũng giống giống nhau. Chỉ cành to to rồi nhỏ nhỏ mà cành bự bự. Dạ nhỏ nhưng mà chỉ cành tương đối được. Kể nó cũng bự bự nữa. Dạ. Mặt đây đẹp, đi một ghế cho, đây cũng vậy luôn. Đây có ghế lót, đầy đủ luôn. Rồi, em nói số ha. 26 hoành. Dạ, hoành 26. Được kính bầu là 35. Thất thân là 11. Tổng chiều cao là 71. Thân hôm nay là cao 27. Rồi, cái số 8 này xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,1 triệu. 1,1 triệu. 1,1 triệu nghe. Rồi, xin phép đổi cây gọn gọn.
Đây là cây chín rồi chứ mà. Cây siêu chín. Để. Cái này tôi quý cây siêu chín. Hai tháng nó rồi cô chú anh chị. Nhưng mà đế nó đều lắm cô chú anh chị. Cái cọng này nó hơi bị hơi tét tét, em cột lại cô chú không chị, không để thì cắt bỏ vẫn được. Dạ dạ. Cái cắt nó cũng dư rễ luôn đâu. Dạ, cái này rễ nhiều lắm. Bỏ cọng này cũng được. Hai thằng này thì nó rời. Vậy đầy đủ chứ. Chín bầu. Đây này cũng chị già dữ rồi, già cây. Ok. Nó chật hơi lắc lắc nhẹ. Dạ. Đế thì khỏi chê, hai cây này đế kẹo cho nó to. Làm xin phép là thông số ha. Thì cành cũng đầy đủ của chú anh chị. Dạ, cành nó lắc lắc lắc. Tổng 2 thân. 44 hoành. Tổng 2 thân của chú anh chị. Hoành 44. Thân lớn là 36. Đường kính bầu là 53. Thân bên này là cao 41. Bên này là 94. Thoát thân là 32. Này tứ quý cô chú anh chị. Rồi cái số 9 em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 4,2 triệu. 4,2 triệu. Cây số 9. Cây này đẹp ha. Chị cành cũng đầy đủ luôn. Thực lắc. Rồi em xin phép đổi cây ha. Cây số 10. Rồi phép đổi cây. Tức qua cây số 10. Mi mi gọn gọn. Cây số 10 là cây mini của chú anh chị. Này tại trên chủ nhà ta chặt quá, cắt nó hơi sát phạt rồi cô chú anh chị. Cắt cho tới cái chỗ tươi á. Chứ mình làm cho nó lát, dạ, dạ, sạch dạ. Sẽ lại. Nhỏ cho đế nó cũng tương đối. Đế cũng sát sát là kẹo nha. Không bự bự không à. Rồi xin phép có thông số ha. Nhỏ mà đế đẹp. Đế khá đế. 28 hoành, như 27 hoành đi cô chú anh chị. Kính bầu là 35. Tổng chiều cao là 33. Rồi cây số 10 này cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 800.000, 800k cô chú anh chị. Rồi 800.000. Cây số 10 xin phép đổi cây. Hai thằng lên sao nổi trời. Tiếp theo cây số 1 lên tiếp. Khỏi chim. Cái này hơi lớn. Cái này hơi bự bự. Cái này cũng hơi già già dữ. Chị cảnh trên này khỏi che. Cái này mới bướng về cô chú anh chị. Đó là cây mới hết. Nhưng mà cây này hôm qua bị mắc mưa nên cái bầu đất nó chưa kịp khô cô chú anh chị. Đấy, khỏi chê điệu chứ. Dạ. Nhìn không chấm được ghen. Thân nó dặn 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 dặn, cái này nó già lắm rồi cô chú anh chị. Cây này mà để tàn nhìn bự lắm, bự cô chú. Cao. Già mà nó nâng cây lắm. Tàu lộn mới được cái bự. Dạ dạ. Nó chỉ cần hết cây này nó không có thẹo dít chứ. Dạ cái này nó không có thẹo vô từ cô chú anh chị. Trên dài xuống thôi chứ. Thân nó hơi dần dần sắn sắn. Cái này nhìn ngoài nó bự lắm cô chú anh chị. Tại vì nó một cốt nâng cây nhìn nó lớn. Và em xin phép đo thông số ha. Để này chảy ra đều đều giống như cây nãy dưới nó không có bóp đâu nghe cô chú anh chị. 48 hoành, như 47 hoành đi cô chú anh chị. Hoành 47. Đó, tuốt ở trên này là 46. Còn chặt nhẹ dưới đây đó là 52.
đường kính bầu là 60, thoát thân là 53. Tổng chiều cao chắc cỡ 1,5 m đó cô chú anh chị. Chiều cao 1,5 m. Để em đo cái khúc nâng lên cho cô chú anh chị xem ha. Ở dưới nào là 47 nhưng mà lên trên nó... Đây nó còn 44. Nâng lắm cô chú anh chị. Tại thân nó sắn sắn nhìn thấy gì chứ nó nâng cây. Dạ nâng cây lắm. Thế là như đế sắp. Tại đế này nó bị hơi bị qua mình bắt mưa nên thấy không rõ, cho cây này đế nhiều lắm cô chú anh chị. Đế điệu chứ. Xác xác không? Dạ. Như sắp ở trong cũng có đầy đủ. Thế là cái mạnh khỏe đàng hoàng nha cô chú anh chị. Cái quý thượng thì đang đen. Đen dạ dạ. Không bắt mưa thì nó màu đen thôi. Cây số 11 này cũng là cây cuối clip, em xin phép giao lưu với cô chú anh chị là giá 12.500.000. Em bao ship luôn nha cô chú anh chị, có một cây lớn mà em bao ship luôn. 12.500.000. Cây này giá không vừa chơi, giá không có mưa rẻ. Tại cây bự mà, to, đế cũng đẹp luôn, chi cành cũng đầy đủ đều luôn. Rồi cái này là cũng là cây cuối clip. Rồi em cũng xin phép chào cô chú anh chị, chào anh Linh. Rồi, xin phép chào anh Sang luôn. Rồi, xin phép chào quý cô chú anh chị các bạn luôn. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị bỏ lên xem ha. Để biết năng này thì để cho anh Sang giúp cho anh. Rồi, trân trọng kính chào quý cô chú anh chị mình ơi.